chào anh em nha. Mùa năm mới chúc anh em thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay em set up lại một cái background để tí nữa tầm khoảng 10 giờ là em bút lên live stream tâm sự với anh em. Rồi mời anh em cùng ngắm hoa tại cái vườn nho nhỏ của em đang nở. Thì hôm nay ngày Tết nên chưa về cái vườn lớn, vườn nhỏ của em cứ cầm về có hoa chơi. Đó, anh em thấy không, thọ chớp của em nè, có những cây huyền thoại như cây Lariret. Rồi chơi nó Lariret đây anh em. Đó, chậu này thì tầm 20 thân, mỗi một thân gần cả mét. Đó, rồi bắt đầu là Pinaes, chuồng ớt, rồi hồng sắp pháo vít bông to. Đây là cái đầu năm em trồng một cái bed rau để có không khí rực rỡ hoa hòe cho anh em cùng ngắm. Hẹn anh em khoảng tầm 10 giờ trưa nay nha, mùng 4 Tết em sẽ lên live stream chăm chó với anh em. Cũng một năm mới em chúc anh em thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống anh em ha. Hoa này hòe từ lơ luôn, hồng sắp pháo. Tết này nó còn đi chơi đâu xa đâu anh em, nhà ngắm hoa cũng sướng nữa. Rồi em chào anh em nghe, hẹn anh em trưa nay nha.